em nói trước được không? Là chị Hari Won á thì kiểu là một người luôn đẹp rồi. Chị dạ là nhan sắc càng ngày càng lên hương, nhưng mà em đến đây với một mục đích là em tìm em ơi, là lên gần hương hả? Lên gần bát hương hay sao em? Hương sắc đó. À, hương sắc. Hương sắc á, chứ không phải là cái hương kia. Nhưng mà được hương khói chứ. Thì thật ra em đến với chương trình này thì em muốn tìm một người tâm đầu ý hợp và là một người bạn tri kỷ của em đến suốt cuộc đời này. Cho nên là em sẽ xin chọn bạn Mạc Văn Khoa. Bạn ơi. Anh ơi, đây là lần đầu tiên em được khách mời chọn đó anh ạ. Em có vui không? Em cảm ơn anh. Chúng ta sẽ cùng nhau đi hết chương trình này và một cùng nhau đi tiếp quãng đời này. Đây bên nhau, ta nối lại tình xưa. Chuyện tình mà bao năm qua em gói ghém từng kỷ niệm. Gì vậy? Rồi, còn hai người còn lại là Virus và Hồ Quang Hiếu. Em xin phép sẽ chọn đội bởi vì em nói rằng là em rất thích chị Dạ ở tập trước. Chị Hari Won lại rất thích cái đẹp nhưng mà em lại không được đẹp lắm. Không đẹp bằng anh Hiếu cho nên em sẽ vào đội của chị Dạ. Thưa quý vị, đúng như vậy, đẹp là phải về với nhau. Hiếu và Hari. Trời ơi, nè, đẹp không? Ok. Chơi qua đây cái anh Thường. Ok, rồi. Nói chung trò chơi này cũng đơn giản thôi, chúng ta phối hợp để mang về điểm thưởng. Thưa quý vị, trò chơi của chương trình kỳ tài thách đấu. Wow. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi mang tên là vượt chướng ngại vật. Ba đội sẽ lần lượt chơi. Người thứ nhất sẽ đứng sau cái vạch này. Sau đó sẽ dùng tất cả các vật dụng này và bắt đầu lăn. Người thứ hai đứng sau cái vạch này. Và người thứ nhất bắt đầu lăn. Người thứ hai phải nhảy qua. Sau đó người thứ nhất chạy theo. Không thành công. Ví dụ như coi như cái phần vừa rồi Lâm Vĩ Dạ nhảy thành công thì người thứ hai phải chạy theo, sau đó chờ đợi và nhảy qua. Thì đó được tính một lần kiểm tra. Một lần thành công. Hai người cùng lúc thì tính một lần thành công. Sau ba lượt chơi, đội nào về đích đầu tiên với nhiều lần chiến thắng thì được 3 điểm, thứ hai được 2 điểm và thứ ba được 1 điểm. Có ai thắc mắc gì không? Không, quá đơn giản. Thưa các anh chị, các bạn thân mến, trò chơi này là một cái game vận động để kiếm điểm cuối buổi chương trình này. Chúng ta bốc thăm trúng thưởng, nhưng nó có nhiều hệ lụy, các anh chị cẩn thận. Rách quần. Hồ Quang Hiếu nói là rách quần. Lo quá. Tôi lo nhất là Mạc Văn Khoa. Em không lo rách quần. Chứ em lo rách gì? Em không lo rách gì hết. Ừ. Bởi vì em không thể rách được. Đội nào chơi trước? Dạ. Bánh tô xì. Đội nào đứng trước, đội đó chơi trước. Okay. ST và Mạc Văn Khoa xin mời. Để đảm bảo tính công bằng, sau 5 món đồ phải đổi vị trí cho nhau. Đúng như vậy. Chứ không thể một mình ST chơi hoài, tại vì ST có sức khỏe, nhảy đẹp và có sức bật. Còn Mạnh Anh Khoa mà cái dòng mà ST đẩy cái rầm trái banh mà Mạnh Anh Khoa chạy theo là chắc chết. Cho nên 5 món đồ phải thay đổi vị trí. Rồi, ai vị trí nào xin chọn? Rồi, em mặc màu cam là cam chịu đúng không anh? Cam chịu.
công, thành công. Được mà. Không, thành công, người đầu tiên không thành công rồi. Như vậy là đội Mạc Văn Khoa và ST thành công được 7 món, xin chúc mừng. Mời đội tiếp theo. Bây giờ là đội tiếp theo, Harry Won và Hồ Quang Hiếu, 2 phút bắt đầu. Là em gái chơi cái view quá. Trời ơi, chân dài có lợi quá, không cần nhảy luôn. Cái này không cần nhảy luôn nè Hiếu. Trời, phải nhảy lên chứ. Trời, hai người có duyên dễ sợ. Tự hại mình không được, không được. Ủa, sao mất này mới được. Thôi cái này đi. Đẩy mạnh lên Hiếu, đẩy mạnh lên. Đẩy cao lên trước á, đó. Hai ba. Hay quá. Hay quá. Còn hai vật dụng nữa thôi. Gì vậy? Không thành công. Như vậy là dù gì cũng hơn đội vừa rồi 8 món, xin chúc mừng. Rất là kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm gì cả bạn. Vì em tệ quá. Bây giờ anh làm lại với em nhé. Đứng vào đây này. Được mà anh em. Rồi đứng đây thôi, được rồi. Đứng đây thôi, được rồi. Rồi nhá. Thấy người ta nhanh nhẹn chưa? Môn xiếc. Rồi, bây giờ nhờ ST tôi suy nghĩ khác. Tới đội Lâm Vĩ Dạ và Virus, vì cả hai bạn đều có thân hình slim fit. Nên người thứ nhất đẩy, người thứ hai nhảy qua thì người thứ nhất bắt đầu chạy tới và bắt đầu chui qua. Chui dễ hơn. Mấy cái này sao chui? Không, cái này thôi. À, cái đó dễ. Ví dụ như Virus đẩy, sau đó Dạ nhảy cao lên rồi Virus chạy tới chui qua. Ok. Chui qua chui lại hai lần nha. Không khó gì hết. Tất cả chuẩn bị. 2 phút, chuẩn bị chưa? Rồi. Em lo quá, đội em hình như dần như bị mất là ưu. Rồi, 2 phút dành cho đội Lâm Vĩ Dạ và Virus bắt đầu. Quá đơn giản. Thể thao. Quá đơn giản. Quá đơn giản. Quá đơn giản. Vô luôn, vô luôn. Đi đâu đây, đi đâu đây, thôi rồi. Tiếp theo. Tới lần, ơ, đơn giản. Không thành công. Cái này chỉ có ST làm giỏi thôi, không ai làm giỏi được hết trơn. Bạn Thạch Trinh nhìn cái đứa đuối thế nào đấy. Con đuối thế nào đấy. Ôi 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 ôi. Rồi.
ơi. What? Mày đặt chính tàu á đâu? Tàu á đâu? Như vậy là không thành công. Như vậy là 4 món đội mình về út. Yeah. Không phải là đội giải trí em mà. Thưa quý vị, chúng ta bắt đầu xem tài năng của ST. Như những gì anh đã nói, anh là người đứng đây. Rồi, chạy đi. Em tranh thủ chạy nha. Trời ơi, không thành công. Thưa quý vị thân mến, trong thời gian chơi game show, chúng tôi đã phát hiện ra một điều gian dối với khán giả. Chúng tôi đã lầm được vật dụng độ chiều cao có độ dày 5 răng đâu 3 cm và có mùi không. Đây cái dòng thì dễ mà khoan, hãy chứng tỏ cho mọi người biết. Em không có miếng độn dày nên em không sợ anh ạ. Đúng rồi. Lại hết cả hồn. Cái này có Harry làm được thôi, không ai làm được. Trời ơi, Harry làm được. Khoa, Harry giỏi lắm, Khoa nhảy khoan. À quên, Harry là phải nhảy với Hồ Quân Hiếu. Anh Hiếu đâu? Rồi, ok, ok. Không, Hiếu nhảy đi, Hiếu nhảy này cho. À, Hiếu xung phong, thế Harry, hay quá. Chú đi. Nói chung là tới thời điểm này chưa ai thành công. Em thành công. Em thành công gì? Em rớt cái miếng đụng giày ra. Xin chắc lại là sau cái trò chơi này thì đội của Hồ Quang Hiếu là được 3 điểm. Đội của ST 2 điểm và đội Lâm Vĩ Dạ 1 điểm. Yeah! Thưa quý vị, còn những phần tiếp theo vô cùng hấp dẫn. Xin cảm ơn quý vị từ đầu tới giờ đã chú ý theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúng ta vài phút giải lao để đến với phần tiếp theo trong chương trình kỳ tài thách đấu. Wow. Thưa quý vị, đây là phần cuối cùng, phần bốc thăm trúng thưởng. Hồ Quang Hiếu hôm nay xuất sắc mang về 3 lần bốc thăm, ST 2 lần bốc thăm, Virus hôm nay hỗ trợ của em là ai? Là chị Lâm Vĩ Dạ. Đó là kết quả em phải chọn. Không mà Virus cũng không buồn gì đâu, tại Virus rất là mê Lâm Vĩ Dạ đúng không? Đúng. Họ mê nhau nên kết quả là họ 1 lần bốc thăm. Vui là chính ha, Virus ha. Dạ đúng rồi, không sao ạ. Thế thì cái phần đó không cần bóc, tặng luôn cho ST được không? Dạ không. Anh Giang này ăn hiếp người ta quá. Còn em giận anh Nhân luôn á. Giận anh Nhân luôn á. Trời ơi, chị Nhân quá vậy. Ui. Gì? Anh sao á? Sao á? Cho về trước được không? Bây giờ anh có cho vai rớt 2 lần không? Ai dạ? Ghê quá. Rồi, Hồ Quang Hiếu 3 lần được bóc trước, xin mời. Con số này phải có ý nghĩa cuộc đời của mình nha. Số mấy? Số nào có ý nghĩa của mình ta? Số mấy? Số mấy? À, số 5 đi. Số 5. Wow. 3 triệu đồng. 3 triệu hả? Wow. 3 triệu đồng. Mấy triệu lớn nhất vậy anh? 5 triệu đồng lớn nhất. Lớn nhất. Nhưng mà chỉ cần dùng bình cột 3 lần đúng không?
mình bóc thêm cái 3 nữa, xong bóc thêm cái 5 nữa là bao nhiêu? 11 với bao nhiêu? Còn không là mình bóc thêm cái 5 là 8, mình bóc thêm cái nhân đôi nữa là 16 triệu. Đâu phải đơn giản đâu, 16 triệu bây giờ khó kiếm. Số 8, số 8. Ô! 3 nhân 2 là 6 triệu. 6 triệu. Wow. Ủa, ủa mà sao ảnh bốc mà không có vui gì hết mà vô cảm vậy? Người chân thành sẽ gặp điều chân thành. Đúng. Đúng tính toán lại. Còn người gian dối sẽ gặp người gian dối sẽ gặp người gian dối. Rồi, bây giờ lượt cuối cùng. 5 triệu đang ở đâu? Đây đi. 2 triệu. 8 triệu đồng thuộc về Hồ Quang Hiếu, quá đã. Đúng là nhanh gọn mà anh dễ kiếm tiền. Cảm như giác thế như... không suy nghĩ gì hết luôn. 8 triệu có chia cho Harry Won không? Không, 8 triệu thuộc một mình Hồ Quang Hiếu. Ồ, sướng nha. Em có chia sẻ được không? Chia sẻ đi. Thật ra số may mắn của em là số 2, số 5 và số 8. Mà anh Hiếu bốc trúng số 5, số 8 rồi. Em buồn quá trời. Đâu, vẫn còn giải thưởng 5 triệu và giải thưởng 3 triệu đâu đó quanh đây. Số 2, O Đồng. Trời ơi trời, tôi không hề biết. Thật là may mắn anh. Số 2 thật là may mắn. Quả là may mắn. Như một vết dao đâm vào tim. Khi anh gieo vừa mới kết thúc thì mở lên. Ô, thật là o tròn nha. Để mai số 2 sẽ được loại khỏi số may mắn của ST. Thường thường người ta để kế những cái không đồng thì thường là một số tiền rất lớn. Đúng, em nghĩ số 1 sẽ là bất ngờ. Số 1, chia đôi. Nhưng mà nếu không có tiền mà nhân đôi thì sao? Là o đồng. Số 1 đi. Bởi vì người bạn tri kỷ của em đã nói thôi, đoạn này suốt lại. Bây giờ giữa số 1 và số 3, người bạn tri kỷ chọn số nào? 1. Trời ơi, hai triệu đồng có còn hơn không mọi người ơi. Đây nè, cái người mà ít lần bóc nhất là virus, thế nào cũng bóc trúng. Ô, có quà. Ba chìm bảy nổi chín lên đền. Em thích số 7 đó. Số 7 lên. Số 7 chia đôi. Ba triệu đồng thuộc về virus, 2 triệu đồng là ST và 8 triệu đồng thuộc Hồ Hoàng Hiếu. Vậy 5 triệu nó nằm ở đâu trời? Mở số 3 coi. Đây đây đây. Trời ơi. Em chơi em. Nhất chị hỏi là một số 1 và số 3 chọn số 1. Bây giờ giữa số 1 và số 3, người bạn tri kỷ chọn số nào? 1. 1. 1. Sau đây là một phần quà của chương trình gửi tặng riêng cho ba người chơi ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đến. Mỗi người có một vật dụng trong đó, chia nhau ra, mỗi người một màu. Khoan, cho em chia sẻ trước. Chia sẻ đi. Gần đây mọi người có thể thấy là em có vẻ em mặn mà hơn, là tại cái lần trước mà em tham gia vào kỳ đại thách đấu á, thì là chương trình có tặng cho em một bịch muối. Cho nên là gần đây em có vẻ mặn hơn, không biết là hôm nay chương trình sẽ tặng em cái gì nữa đây. Xin mời. Wow, wow. Đây, mỗi người một cái kẹp thời thượng, kẹp siêu to khổng lồ.